Chào các bạn ở Việt Nam và những các bạn người Việt của mình tại Mỹ. Nhìn mình á, hôm nay á, cái màu này là các bạn biết trong cái video này mình nói về cái gì rồi. Ngày lễ Thanksgiving. Người Việt của mình còn gọi đó là ngày lễ gà Tây. Bạn có biết á, là ngày lễ Thanksgiving á, là cái ngày lễ lớn nhất của Mỹ không? Không phải là cái ngày lễ Noel đầu nhà, ngày lễ Thanksgiving mới là ngày lễ lớn nhất đó. Vào ngày thứ năm cuối tuần của tháng 11, người Mỹ á, thì thích hay dùng những cái ngày mà cái ngày trong tuần của tháng đó sẽ để làm cái ngày lễ, chứ không phải là một cái ngày họ giống như người Việt của mình cái ngày nào thì năm nào cũng giống, không phải. Thì rất là nhiều ngày lễ của Mỹ như thế. Bỏ qua cái chuyện là Mỹ thì mình sẽ giới thiệu vào cho các bạn những cái clip sau về mấy ngày lễ khác. Còn hôm nay á, thì các bạn thấy là ngày vào này là vào mùa thu. Thì ngày mùa thu á, thì vừa qua cái ngày lễ Halloween á, thì bắt đầu người ta trang trí cho cái ngày lễ Thanksgiving. Trang trí nhà cửa nè, có những cái tông màu vàng nè, màu vàng úa giống như là gọi lá khô rụng vậy đó, màu cam đậm nè, màu xanh đậm. Và các bạn có biết là những cái trái mà bí ngô á, nhưng vào cái mùa này nó có những cái màu sắc rất là đẹp. Cái những nhà, mỗi nhà đều có trang trí bằng bí ngô nè, rồi bắp nè, những cái cây mà hoa dầu giống như cái ngày Tết của Việt Nam của mình vậy đó. Cái ngày đúng là cái ngày 30 Tết. Thì vào cái ngày này á, nổi tiếng nhất của Mỹ á, là ngày kẹt xe trên không. Tại vì cái ngày này người Mỹ á, người họ về với gia đình và để cùng gia đình ăn cái ngày lễ cùng nhau, có là Thanksgiving dinner, là một bữa tối của ngày lễ gà Tây. Mình dịch là gà Tây thôi chứ thực ra thì trời ơi, không biết lễ gà Tây ở đâu ra. Ngày lễ tạ ơn mới vừa hả, nhờ cụ Google tìm nè. Các bạn đón coi trong cái ngày lễ này á, cái món ăn truyền thống của nó là cái gì vậy? Một giây thôi các bạn cũng biết, đó là con gà Tây. Con gà Tây. Gà Tây á, là gà gì vậy ta? Là gà lôi ngày xưa của mình đó. Gà lôi á, ngày xưa của mình là mình nhớ là lúc mình còn nhỏ lần á, thì mình không biết bây giờ ở Việt Nam có còn hay không. Cái truyền thống á, tại sao là ăn cái gà Tây vào cái ngày lễ này? Tại vì ngày xưa hình như là mấy trăm năm về trước á, thì ở Mỹ này á, cái gà Tây mà sống hoang dại á, nó có rất là nhiều, đi đâu cũng gặp hết trơn á. Thì một cái người mà lập cái ngày lễ này á, là cho vào cuối vụ mùa của cuối năm, giống như là ngày lễ tất niên của Việt Nam của mình vậy đó, giống như là ngày cuối năm rồi. Thì gà Tây rất là dễ kiếm, đi đâu ra ngoài á, cũng thấy gà Tây, cho nên á, họ mới gà Tây á, là nhiều thịt nè. Rồi một con gà Tây á, thường khoảng chừng khoảng đến 10 người ăn. Nó rất là dễ tìm và giá thì lại phải chăng. Cho nên á, những cái món ăn truyền thống này nhà nào cũng có thể làm được. Giống như cái sự tích mà bánh chưng bánh dày của Việt Nam của mình vậy đó. Thì ngày lễ ngày Tết mình cũng có bánh chưng bánh dày đúng không? Phải bỏ qua một cái đó đi, nói tiếp, nói nhiều quá người ta lộn vào hai cái ngày lễ, phải không? Thì ngoài cái món gà Tây ra thì còn có cái món cái quả Việt Phất, sốt quả Việt Phất. Dịch ra tiếng Việt á, thì hơi khó kêu, nhưng mà các bạn biết là cái cranberry sauce, gọi là quả Việt Phất, mình mới vừa tìm hiểu thôi mới biết vậy thôi. Thì quả Việt Phất nó tiếng là nước sốt, nhưng mà thực ra nó giống như mứt và nó ngọt giống như mứt, ăn cũng hơi giống như rau câu vậy đó, mà ăn chung với gà Tây hơi là lạ phải không?
mình biết là lạ, tại vì thịt mà ăn chung với mứt. Nhưng mà ăn cũng ngon lắm đó, các bạn nên thử một lần cho biết nha. Còn ngoài ra những cái món mà quả Việt vắt sốt á, thì còn có những cái món ăn kèm giống như là khoai tây nè, rồi đậu que xào, bắp xào, những rất là đơn giản thôi. Khoai tây mà khoai tây nghiền á, khoai tây nghiền với lại nước sốt của gà khi mà mình nướng đó, mình dùng cái nước sốt đó để ăn với khoai tây thì là món ăn kèm. Còn một món mà rất là nổi tiếng của Mỹ mà không thể nào thiếu cho mùa này á, đó là bánh bí đỏ, còn gọi là pumpkin pie đó. Rất là món rất là nổi tiếng để mà ăn tráng miệng cho cái ngày lễ Thanksgiving. Bữa tối Thanksgiving á, không phải để đến đó chỉ là ăn rồi về đâu nha các bạn, mà nó có rất là nhiều ý nghĩa, là ngồi chung một bàn với nhau nè, kể về những chuyện và một năm vừa qua mình gặt hái được gì, rồi mình cảm ơn cái cuộc sống mình đã nhận được, chỉ là nêu ra những cái thứ mà các bạn đã làm được về những năm vừa rồi, hay là những gì bạn cảm thấy quý trọng. Mỗi một cái người á thì đem đến một cái bàn là một cái câu cảm ơn, có thể là ví dụ như là cảm ơn em gái tôi đã động viên và an ủi tôi trong năm vừa qua, hay là các bạn có thể cảm ơn bạn bè của mình, giống như là ôi da, tao cảm ơn mày năm vừa rồi đi chơi với tao ngày cuối tuần, ngày nào cũng đi chơi. hay là tự cảm ơn bản thân của mình cũng được, hay là cảm ơn cái bản thân của mình đã tích cực cố gắng để đạt được thành tích gì đó, thì các bạn tự thêm vào. Nhưng mà mỗi người đem đến một cái sự mà cái sự tích cực để chung một cái bàn đó, họ cảm thấy quý giá về cái cuộc sống của mình. Sau bữa ăn tối và tỏ lòng biết ơn á, thì bây giờ đến cái lúc mà trận bóng bầu dục bắt đầu. Người Mỹ á, rất là thích xem bóng bầu dục, giống như người Việt của mình xem bóng đá vậy đó. Thì tất cả các gia đình và bạn bè đều tập trung co xem bóng. Đó là cái sự truyền thống của người Mỹ. Sau ngày lễ Thanksgiving, đó mới chính là lúc dựng cây thông Noel lên. Đúng truyền thống là phải như vậy. Thì người Mỹ sống tận hưởng từng ngày trôi qua có ý nghĩa và sống đúng với thời điểm hiện tại. Trong những năm gần đây á, các bạn có thấy là những trung tâm thương mại á, họ trang trí Noel quá sớm, tại vì họ muốn kéo khách đến để mà người ta mua sắm sớm vào cái dịp lễ. Thì mấy năm gần đây có những người họ Mỹ truyền thống họ phản đối về việc đó, là tại vì những cái trung tâm thương mại họ bắt đầu là có những cái dịp giảm giá vào cái ngày lễ Thanksgiving, cho những cái thành viên ở trong gia đình đó họ cứ nôn nao mua sắm, cho nên là không, cái ngày lễ không còn trọn vẹn giống như ngày xưa. Chúc các bạn có một ngày lễ Thanksgiving vui vẻ với gia đình. Mà các bạn đừng có quên là đăng ký cái clip của mình nha, đăng ký cái kênh của mình nha, để các bạn xem những cái ngày lễ sau của Mỹ. Tiếp theo mình sẽ nói về cái ngày lễ Noel. Mà các bạn biết rồi, tùy theo mà văn hóa ở Mỹ này á, có rất là nhiều dân tộc sống. Không phải chỉ có ngày Noel mới là ngày ai cũng ăn cái ngày lễ Noel đâu nha. Tại vì có ngày lễ của người Jewish này, ngày lễ của những người khác. Cho nên các bạn mà sắp tới mà Noel á, các bạn nên gọi là Happy Holiday để mà tôn trọng cái văn hóa của người ta. Chào các bạn, nhớ đăng ký clip của mình nha. Chúc các bạn ăn cái ngày lễ gà tây vui vẻ. Thank you.
Did you cut? No.